5 thứ tính ra 2 3 4 5 6 7. À ngày thứ 6, ngày thứ 6 mình ở Hà Nội. Thì do sáng giờ mình có bận công việc, mình có chạy về, mình có bay về thành phố Hồ Chí Minh và về Biên Hòa mình lo công việc. Bây giờ hiện tại là cũng 7 giờ tối rồi, mình mới quay lại Hà Nội nữa các bạn. Mình đi ăn tối, mình tới cái quán là chả cá Lã Vọng Thăng Long ở số 21 Đường Thành. Thì mới vô mình cũng chưa biết ăn món này thế nào, mình hỏi chủ á, thì anh chủ kêu là có một đi hai người thì anh sẽ làm cho một một suất dành cho hai người ăn trên cái chảo giống như bên này vậy đó các bạn. Thì xíu nữa anh bưng ra rồi mình hỏi ăn sao, chút anh bưng ra rồi anh sẽ hướng dẫn luôn ha. Thì cái món ăn của mình đã được bưng ra rồi các bạn ơi. Thì anh chủ sẽ hướng dẫn mình ăn ha. Tại vì em có nghe là chả cá Lã Vọng rồi chả cá Thăng Long thì em không biết, em tưởng đâu là hai món khác nhau. Bông về tức là về hình thức nó như là rất giống nhau nhưng mà cá mỗi quán làm khác nhau. Cá nó khác nhau. Bên mình là cá gì anh? Đây là cá lăng, còn nếu mà về Lã Vọng thì là cá quả. Cá gì? Cá quả. Cá quả. Dạ. Đây là cá lăng nha các bạn. Thì mình ở đây mình thấy có thì là với là đầu hành nè. Mới ăn lần đầu tiên ở đây. Dạ, chứ là cũng lần đầu tới quán này mình luôn, tại được giới thiệu á. Mình chắc là ở miền Nam. Dạ, ở miền Nam ra du lịch thôi. Ở Sài Gòn ở đâu? Nếu ở Sài Gòn có quán cả lắm không? Em ở cách Sài Gòn 27 cây ở Biên Hòa. Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai. Biết Biên Hòa Đồng Nai luôn. Rồi cái mấy cái này lát mình nêm vô mình ăn kèm. Nhìn hấp dẫn các bạn ha, xanh rau xanh tươi ha. Cá lăng là thích rồi đó. Bình thường thì em cũng không có thích ăn được cái mùi thì là, nhưng mà để hôm nay ăn thử đi. Nhưng mà chả cá mà không có tí thì là nó không thơm. Đấy, tí thì là em cho ít bún rồi, em cho miếng cá. Ăn đủ được số lượng nhỏ nhỏ, cho miếng ít tàu thơm. Cái này mà mình ăn được sống thì ăn, mà không ăn thì mình sẽ cho lên mình xào lên. Và mình đánh mắm tôm đều lên. Xong mình cho ít rồi đây. Đấy. Cho tí lạc vào. Đấy, bây giờ mình trộn đều lên hay mình dùng thôi. Ăn nó như kiểu không cầm. Lạ quá ha. Ở trong cái nước dầu này có nêm miếng rồi ha. Cái gì ạ? Trong nước đây có nêm miếng rồi ha. Cái nước ở trong này là có nêm miếng rồi đúng không? Không. À nó không. Dầu, dùng dầu hết. Cái này mình có thể chấm cái gì không? Không chấm cái gì cả, như thế là mình dùng được. Cho mình trộn lên đều lên à. Anh kêu trộn đều mới ăn mới được nha, mới ngon nha. Sẽ mời các bạn ăn thử với mình nha. Lạ miệng lắm luôn các bạn. Bún thơm lắm. À, thơm là do tại những dính cái lát thì lạ. Thơm lắm. Không có. Cá này rất là dai luôn. Mà do có bún tôm nữa nên nó dậy cái mùi. Nói chung là không biết hương vị như nào mà cảm thấy rất là ngon lạ lắm luôn á. Cái cá này nè, mình cảm thấy người ta là có ớt nghệ các bạn thấy không, vàng vàng nè, nghệ với lại một ít xả rắc lên nè, bên đây còn nè, hình như có cả ngũ vị hương nữa các bạn. Khi mà mình ăn trúng cái đậu phộng á, nó kêu là lạc. Nó béo béo, nó thơm thơm, bùi bùi. Mà những cái đó thì lạ, bình thường mình sẽ không ăn được đâu. Mà hôm nay mình ăn thấy ngon nè. Thơm. Nè.
trong mình đó, thì những cái cá này thường hay là chấm 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 mắm sống rồi á. Nhưng mà ở đây nãy mình hỏi có chấm gì không, bạn kêu là không. Nhưng mà lúc mà mình ăn vô là mình còn giữ được cái hương vị của thịt cá luôn các bạn. Thơm giòn, nói chung là không có nghe mùi tanh luôn á. Cho hết rau luôn nha, vô nha các bạn. Bình thường á mình nghe chả cá mình tưởng đâu là giống như chả cá phân rang rồi nọ là phải là làm miếng cá coi như là có bột rồi ép ra rồi nọ ha. Này không phải, khác hoàn toàn luôn. Mà sáng giờ á ba vòng á mệt thiệt, giờ ăn món này vô cái nó đã ghê luôn. Sáng mình dậy rất là sớm, hôm giờ là đã dậy từ Hà Nội mình đi sân bay để mình bay về Hồ Chí Minh rồi. Bay vô trong đó, nó bay hôm nay thời tiết xấu quá, bay vòng vòng 30 phút luôn không được đáp. Đáp xong rồi về Biên Hòa là làm công việc khoảng tầm tiếng ba đi lên sân bay, bay ra lại đây để ngày mai mình đi cái tour Mù Cang Chải Sapa các bạn. Thì tour này mình đi 4 ngày 3 đêm. Nếu mà mình đi khoảng tầm giữa tháng, coi như là 2 tuần trước thì còn lúa chín là coi như là rộ luôn á, lúc đó là chụp hình rất là đẹp. Còn hôm nay mình lên thì chắc hên xui quá, nhưng mà chắc còn khoảng độ 30-40% mà. Thì nếu như mà không ngắm được lúa chín ở bên Mù Cang Chải thì mình sẽ qua Hà Giang, tuần sau mình sẽ đi Hà Giang. Thì khi mà mình kết thúc cái chương trình ở trên Phan Xê Băng, mình đi xuống vào ngày cuối cùng ở cái tour Mù Cang Chải với Sapa đó, thì mình sẽ ở lại thêm một đêm ở Sapa, ở cái khách sạn đó là khách sạn gì tự nhiên cái mình hôm tay gì mình quên rồi, nhưng mà rất là dễ thương, có hồ bơi rồi nó đẹp lắm. Thì trong cái combo đó là mình sẽ được tặng vé đi Lao Chảy, Tả Văn. Thì nghe nói là trên Lao Chảy thì cũng còn rất là nhiều lúa đang chuẩn bị gặt thôi, thì là hiện tại là rất là đẹp đó các bạn. Hy vọng là cũng sẽ ngắm được ha, ngắm được lúa chín ở Tây Bắc. Ăn trong mình á, tự nhiên ăn món này nhớ là cái cá lăng á, với lại mấy cá mà coi nhà hấp hồng công á, thì thường mình sẽ làm chung với lại hành này, hành lá nè, rồi hành tây. Nhưng mà cái nước chấm của mình với mình ướp nó sẽ khác ở ngoài đây. Mình làm nước tương rồi thì dầu rồi nó mới ra hấp hồng công. Mình cũng đưa lên cái đĩa nóc á. Ở này thì lại làm khác một chút. Nói chung mỗi miền có một cái món ăn đặc trưng nha. Hôm qua mình đi lên Tràng An thì lúc mà cũng ghép với hai chị đó ha, thì cái chị có một chị là người gốc Hà Nội luôn. Mới hỏi là ở đây là quán nào mà coi như là ăn ngon á, ăn cái món này ngon á thì chị mới chỉ lại đây. Chứ nếu mà mình tìm thì mình cũng thực sự chứ không vô đúng chỗ mà dân Hà Nội hay ăn đâu. Ở ngoài này á người ta ít dùng nước tương lắm, nhưng mà thấy bữa giờ ăn có món coi như là gà, bún ở phở gà mà lúc mà phở gà khô thì người ta mới sử dụng nước tương. Bữa giờ mình ăn nhiều món cũng thấy sử dụng nước tương, mà người Hà Nội luôn người ta cũng kêu là người ta không thích ăn nước tương, thích ăn nước mắm thôi. Thế vậy chứ nãy giờ từ sáng giờ cũng bị quần quại ở sân bay rồi, giờ cũng đuối mà ăn xong mà về làm
tắm rửa xong soạn đồ là cho chuyến đi tiếp theo á. Khi nào các bạn muốn đi du lịch, nói chung là hiện tại thì nước ngoài đâu có mở đâu, trong nước thì mình cũng có nhiều, rất là nhiều chương trình, đó là các bạn có thể liên hệ với mình. Mình sẽ không hứa gì trước, nhưng mà mình sẽ hứa là tư vấn nhiệt tình và tận tình luôn cho các bạn nha. Và chắc bây giờ thì mình xin kết thúc video của mình tại đây đi. Nếu như các bạn yêu thích video này thì hãy cho mình xin một like và đừng quên nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.